đúng là cái giác ngộ là vô ngã. Đúng là giác ngộ là vô ngã. Còn nếu mà mình mà kiểu mà tích cực miên mật thành bản ngã rồi á. Cho nên á, có một cái người đó ở bên Pháp á, về mới xin thầy là ở chùa Bụ Long, vì con ở bên Pháp con mệt quá rồi, giờ con về Bụ Long xin ở đây hành thiền. Thầy mới nói ở bên kia mệt rồi, về đây cũng hành thiền thêm chi cho mệt nữa, về đây cho ở chơi cho ở thư giãn chơi. Có một cái người đó, có một người đó cũng nghe pháp của thầy cho nên là cũng tin tưởng thầy, cho nên cái người đó mới là ở trong cái tu viện đó, mới là đến cái phiên nhập thất. Người đó mới trước khi nhập thất mới gọi điện thoại cho thầy, mới hỏi là bây giờ con nhập thất là không biết 3 năm 3 tháng gì đó, không biết đó. Là con nhập thất, đến phiên con nhập thất, bây giờ xin thầy chỉ cho con cũng nhập thất sao. Trời ơi, khỏe quá đi. Đúng, bởi vì bây giờ vô nhập thất là không có phải làm gì hết, không phải bên ngoài phải giờ này giờ kia giờ nọ, đúng không? Vô đó tự do, vô đó tự do, buông thư tự nhiên, bây giờ không có bị lệ thuộc vào gì nữa cả, vô đây là tự do hoàn toàn. Chỉ có một cái là phải ở trong cái 4 cái phòng thôi, cho còn tâm là hoàn toàn tự do. Đừng có quy định bất kỳ một cái gì cả, mà chỉ luôn là chỉ là thường sáng suốt rõ biết mình thôi. Đó. Còn cái sinh hoạt thì nó tùy thôi. Ví dụ như muốn đi rửa mặt thì là biết rõ mình đi rửa mặt, ăn cơm thì biết rõ ăn cơm, làm gì thì biết rõ vậy thôi, chứ đâu cho con chứ không cần phải làm gì cả. Nếu mà nhập thực như vậy thì mới là tốt, chứ còn nếu không là căng thẳng chết luôn. Bởi vì ai nghĩ rằng là vô nhập thất là mình có được cái thời gian là để mình có thể miên mật, mình có thể là tập trung hoàn toàn vào việc mà tu hành rồi này kia, một hồi ra tẩu hỏa nhập ma rồi. Nên nhập thất là khoái nhất, là bởi vì nhập thất là được hoàn toàn tự do một đồng đó. Nhưng mà chỉ có một điều thôi, mình chỉ có một điều duy nhất thôi, là luôn sáng suốt rõ biết vậy thôi. Nói theo thiền tông gọi là liệu liệu thường đi. Mà cái liệu liệu thường đi đó là cái tâm mà Vipassana Citta đó, nó từ liệu liệu thường đi, chứ không phải là mình cố mà liệu liệu thường đi. Cho nên buông ra mới thấy, khi mình buông cái bản ngã mà mong cầu tìm cầu đủ thứ đó, thì lúc đó mới thấy là cái tâm nó tự do một cái là nó thấy được. Mình tức là mình không tự do là gì? Tự do tức là không bị che lấp trói buộc. Chứ không phải tự do như vừa trước có ai hỏi đó, không phải tự do có nghĩa là mình muốn làm gì làm không phải vậy. Nhưng mà tự do là bây giờ mình không bị che lấp trói buộc gì nữa. Cho nên mình ngồi yên một chỗ cũng thấy rất là tự do. Mặc dù là mình khi nào đó mà mình ở trong thất mà mình thấy rằng là mặc dù chúng quanh nhìn 4 bức tường cũng mình không ra ngoài được, nhưng hoàn toàn tự do, thân tâm mình hoàn toàn tự do. Mà trong cái lúc tự do đó thì mình lại rất rõ biết, bởi vì cái tâm vốn là nó biết, tâm vốn bản chất của tâm là nó rõ biết. Mình lại còn làm tài hay là mình muốn biết dùng cho nó. cái bạn ngã đó muốn giành quyền biết, cho nên bạn ngã đòi biết này biết kia đủ thứ. Thì còn buông cái bạn ngã ra là cái tâm nó sẽ tự biết rất là miên mật tự nhiên. Lúc đó không cần miên mật mà nó lại rất miên mật. Nhưng mà cái bạn ngã muốn miên mật á thì lại không bao giờ miên mật được, không bao giờ miên mật được. Nguyên lý nó là như vậy. Cho nên á, thật ra là mình cứ bình thường, có thể mình thay vì mình nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình có thể dùng một cái từ khác là luôn tròn sống tròn vẹn trải nghiệm chính mình. Nói được nói kiểu khác nói kiểu khác để cho nó dễ hiểu hơn nhé. Bây giờ mình làm bất gì, mình đang ở trong trạng thái nào, trong điều kiện gì, thì mình luôn là tròn vẹn rõ biết, hay là tròn vẹn
trải nghiệm chính mình. Đó. Cái chữ trải nghiệm thì người ta thường hay là nghĩ sai, người ta nghĩ rằng là mình chưa hút thuốc bây giờ mình hút thuốc để trải nghiệm, mình chưa uống rượu bây giờ mình uống rượu để trải nghiệm, cũng phải đấy. Cái mà mình đang thở mà mình tròn vẹn với cái thở đó chính là mình đang trải nghiệm cái thở. Mình đang đi mà mình tròn vẹn với cái đi đó, tròn vẹn rõ với cái đi là chính là đang trải nghiệm cái đi. Mà có một điều này, không phải là mình đi để mình được đạt được an lạc, mà khi mình tròn vẹn với cái đi đó thì lúc đó đã an lạc rồi. Khi mình tròn vẹn với đi chứ không thêm khác gì nữa hết đó, thì đó là cực kỳ an lạc. Đó. Không phải là mình cố tập trung vô thở để đạt được cái này cái kia, mà mình tròn vẹn thở thì cực kỳ an lạc. Có tôi thấy cái sự khác biệt không? Bây giờ có thể là nghe thầy nói là chưa tìm ra, nhưng một lúc nào đó mới thấy rằng là chính mình cố thở rất là mệt quá đấy. Trong khi đó mình buông ra thì vẫn thở mà rất là an lạc, nếu mình tròn vẹn với cái thở đó chứ không thêm bước gì nữa. Không phải thở để thành phật, không phải thở để đạt thiền, không phải để đạt cái gì hết á, mà chỉ tròn vẹn với thở thôi thì nó cực kỳ an lạc nữa. Mà an lạc đó nó không phải là tầm thường đâu á. Cái an lạc này không phải là cái an lạc của thiền định, mà an lạc của niết bàn luôn á. Tức là khi mà mình chịu tròn vẹn đấy, đồng nghĩa với không còn tham sân si, không còn bạn ngại gì trong đó nữa. Nó chỉ là đi là chỉ là còn chỉ còn đi thôi, chẳng có cái gì khác. Đó. Khi thở là chỉ có thở thôi, chẳng có gì khác. Là tròn vẹn, mà tròn vẹn tức là không có tham sân si, không có cái gì trói buộc che lấp hết. Tức, lúc đó chính là niết bàn á, chứ không phải là ai mới không chịu ở niết bàn mà cứ đi tìm an lạc, đi tìm cái lạc này lạc kia chứ. Cứ mình dài cái là mình cứ ngồi để tìm cái này cái kia, mà trong khi đó mình buông hoàn toàn á, mà mình chỉ cảm nhận cái thở đang là, cái đi đang là, cái ăn đang là cái gì đang là, mình chỉ tròn vẹn thôi á, thì lúc đó cũng phải là cái an lạc bình thường, mà là an lạc niết bàn á, niết bàn năng paramang sukha á, chứ không phải là cái không phải là chuyện gì khác. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là niết bàn là một cái gì quá xa xôi. Chứ thực ra đó, cái mục đích mà mình cứ nhìn lại đó để là gì? Để cuối cùng mới thấy ra được á, cái gì thì đưa đến trường nặng khổ đau, tức là tập đế khổ đế. Cái gì ấy, thì không đưa đến trường nặng khổ đau hay là chấm dứt trường nặng khổ đau, thì đó là đạo đế diệt đế. Nó đơn giản vậy thôi, mà thấy được cái điều này cái là coi như giải quyết được mọi vấn đề. Bây giờ mình ra đời trở lại. Khi mình ra đời trở lại, mình gặp chuyện này, gặp chuyện kia, nhưng mà mình vẫn luôn rõ biết mình á. Luôn rõ biết mình á, thì mình sẽ thấy được cái tâm nào khởi lên thì là tập đế khổ đế, tâm nào khởi lên thì đạo đế diệt đế. Thì lúc đó là mình có thể là trước những cái vấn đề hết sức khó khăn, trước những vấn đề hết sức là nghịch cảnh, thì mình vẫn là tâm mình vẫn có thể thấy được là mình đang như thế nào, mình đang tập đế khổ đế hay đang đạo đế gì. Đó là cái cuối cùng của cái niệm pháp á. Niệm pháp là niệm tứ thánh đế đó. Tức là cái người nào mà có thể là ngay khi xúc chạm việc đời đó, mà mình có thể thấy được cái tâm mình đang tập đế khổ đế hay đang đạo đế gì đấy, đó là cái người đó là cái thấy đến mức độ là rốt ráo rồi đó. Chẳng phải đi tìm cầu cái gì mà thấy ra thôi, chẳng phải tìm cầu cái gì đó. Cho nên mình nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại về quán chính là đây. Cái hiện tại đó mình mới thấy được là cái gì là đang tập đế khổ đế hay đang đào đế diệt đế đó. Cái thần cung của cái thấy đó là như vậy, chứ không phải là để mà tu một 10 ngày một tuần gì đó ở đây để mình đạt được cái an lạc gì đó, là cái đó là mơ mộng cầu an, chứ không phải là để mà thấy ra mình. Nên là mình vào đây để mình học cái cách thấy ra mình, đơn giản vậy thôi. Mà cách thấy ra mình thì lại quá đơn giản,
chứ không phải phức tạp như thế là mình nhiều cái phương pháp là phải thế này phải thế kia đủ thứ. Không như vậy đâu, cứ để tự nhiên rồi uống nước biết uống nước, ăn cơm biết đang ăn cơm, đi biết đang đi, thì cái đó ở ngoài đời cũng vậy thôi, ngoài đời cũng ăn cơm cũng uống nước cũng đi giống nhau thôi nhé. Cho nên nếu mình vào đây mà mình làm được, được người, được các vị hướng dẫn, rồi được trong cái môi trường để mình thực tập cái thấy biết rõ ràng đó, thì đến khi mình ra ngoài đời cái điều kiện có thể khó khăn hơn, mình có thể gặp nhiều cái trở ngại hơn, nhưng mà mới là tiến bộ. Giống như một người học võ mới đầu thì đánh qua đánh lại, đỡ qua đỡ lại, sơ sơ vậy thôi, rồi muốn lên đai là phải đánh với một cái người mình giỏi hơn, rồi muốn lên đai nữa là đánh một người cái đai đó, tức là cứ phải lên hoài, mà càng lên thì càng khó khăn hơn. Vậy thì mình vào đấy để mình học cái cách nhìn lại mình thôi, cái cách soi sáng lại mình thôi, còn khi ra đời đó mới là thật sự là xúc chạm việc đời để mà học ra bài học không đồng không sầu tự tại và vô nhiệm. Mà làm được ấy, làm được. Tại vì sao? Là thầy thấy là có rất nhiều người họ chưa gặp thầy, họ ở Canada, họ ở đâu bên Anh, bên Đức, bên đội gì hết, nhưng mà họ nói là người nào cũng là nhắn tin hoặc là viết thư cho thầy đều nói giống nhau là con tri ân thầy, là con nghe pháp thầy, cho nên là con đã giải quyết được rất nhiều cái mà vướng mắc trong cuộc đời. Con quá may mắn là nghe được pháp, cho nên đó, không còn trước đây mà có nhiều người là nói là tiếc quá là nếu mà con trước đây mà con gặp pháp thầy thì con không đến nỗi phải trải qua những cái chuyện nặng khổ đau như vậy. Nhưng mà thực ra nói như vậy là sai, nhờ trải qua những cái đó mà nghe pháp mới thấy mới hiểu. Chứ không trải qua là nghe pháp mà không hiểu gì cả. Bởi vì thầy có dùng cái từ này nghe cũng hơi sốc á. Đa phần mình tu là giống như đi sắm xa xỉ phẩm thôi, tu cho oai, tu cho được, tu để mình có biết được một cái pháp thiền đó, tu để mình thế này thế kia cho oai vậy thôi, chứ còn không thực sự tu để mà khám phá chính mình, để thấy ra chính mình, để điều chỉnh chính mình đó, mà tu cho oai vậy thôi. Giống như sắm xa xỉ phẩm là gì, tức là thấy cái gì đẹp rồi mua về vậy thôi, chứ thật ra mua về cũng bỏ trong tủ cho không có xài, kiểu vậy đó. Tức là đi tu cho oai thôi. có một ông sư ở ngoài Bắc á, ông thầy ở ngoài Bắc á, ông vô ông tu mà mới phát hiện ra rằng là ông chỉ cần mặc cái y được để ông chụp hình ông đưa lên Facebook thôi. Cho nên cái các vị vô tu là một cái chuyện rất cần thiết, rất thiết thực, là để mình học cách khám phá chính mình. Đơn giản là vậy thôi, học cách khám phá chính mình. Một cách mà có thể nói là duy nhất đó là thường rõ biết, thường quay lại rõ biết. Có người ta dùng cái từ là hồi quang phản chiếu, tức là quay lại để soi sáng lại mình đó, hồi quang phản chiếu đó. Liệu thường tri, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Hoặc là có một cái từ nghe rất là khó hiểu, đó là vô niệm. Vô niệm ở đây là không có khởi lên một cái tạp niệm nào hết. Khi mà mình không khởi lên một cái tạp niệm nào cả, không mong cầu bất kỳ điều gì cả, thì lúc đó là rất là rõ biết. Cho nên mặc dù từ nói khác nhau, nhưng mà trên thực tế là giống nhau.
Bên đạo Thiên Chúa đó thì ngồi sao mà cho đến nước gia trì đến vân ý cha. Có nghĩa là mình ngồi ngồi cầu nguyện ở bên đó, họ vào vào cái nhà nguyện, họ ngồi cầu nguyện. Có người thì dùng cái từ là vong thân, tòa vong. Tòa vong tức là ngồi mà buông hết, buông hết, không còn một mối quan hệ gì nữa hết trơn, buông hoàn toàn. Thì lúc đó đó là nó mới tròn vẹn với cái thực tại đang là. Thì khi mà một người mà hoàn toàn thực tròn vẹn với thực tại đang là đó, thì bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là nước cha trì đến vân ý cha. Nước cha là mình đó, nước cha là cái thân tâm này đó này. Nước cha trì đến vân ý cha tức là lúc đó cái thân tâm hoàn toàn là tĩnh lặng, an tịnh. Thì Đức Phật ngài nói là mình xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh thì chánh trí giác ngộ niết bàn đó. Cho nên khi mà mình quay về để mà cảm nhận, để quan sát, để lắng nghe, để cảm nhận, hay là để rõ biết cái thực tại đang làm, thực tại đó là chỉ có thân thọ tâm pháp thôi, chứ không có gì cả. Mà mình ở bất kỳ đâu cũng có thân thọ tâm pháp hết đó. Mình đang đi cũng có thân thọ tâm pháp, mình đang ngồi cũng có thân thọ tâm pháp, mình đang ăn cũng có thân thọ tâm pháp, mình đi cầu đi tiêu cũng có thân thọ tâm pháp. Cho nên bất kỳ ở đâu và lúc nào thì mình đều có thể là soi sáng lại cái thực tại đang là. Đó là thiền, không có thiền gì cả. Như vậy thiền là mình sống, sống thực, sống trọn vẹn, sống cảm nhận mình từng khoảnh khắc, chẳng có thiền gì cả. Còn thiền á, mà thiền á, là thường thường là theo một phương pháp, phải thở kiểu này, phải đi kiểu kia, phải thế này thế nọ, thì cái đó không phải là thiền, mà cái đó là bất chước hay là mô phỏng theo một cái cách nào đó, cái đó không phải là thiền. Cái đó là mình từ ép mình vào một cái khuôn nào đó, mà trong khi đó thân thọ tâm pháp thì nó phải như nó đang làm, chứ không phải là vào một cái khuôn nào cả. Còn cái mà Đức Phật ngài chế định giới luật này, hoặc là bây giờ mình ở trong tu viện để cho mọi người đều là đóng góp cái cùng nhau, để bởi vì mình bây giờ mình từ bỏ gia đình rồi, mình vô đây mình đóng góp với nhau, mình phải tôn trọng lẫn nhau, cho nên nó có những cái luật lệ. Thì cái điều đó là mình phải tôn trọng cái luật lệ đó, đừng có nói cười lớn làm cho người ta này, đừng có cái gì đó chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó mình tuân thủ một cách dễ dàng. Khi mà mình mà tâm mình mà nó thật nhẹ nhàng thanh thoát là cái gì cũng được ấy. Không có gì mà mình không chịu được. Mà khi mà mình mà có không chịu được một điều gì đó, tức là mình đang sai. Cho thực ra đó, nếu mà tâm mình nhẹ nhàng thanh thoát đó, thì không có gì không chịu được. Tại sao mình ở trong sở làm mà mình chịu không được? Là tại vì không như ý mình, cho nên mình chịu cũng được thôi. Chứ còn nếu mà mình buông ra không có bạn ngại gì cả, mình cứ làm việc thôi, thì cũng có gì cũng chịu được cả. Cái mức chịu đựng là do mình, chứ không có một cái mức nào là mức chịu đựng ra cả. Ví dụ như mình không chưa bao giờ gánh nước, mình gánh một đôi nước là không thể nào chịu được. Nhưng có người là thầy đã thấy có người gánh cả trăm đôi nước. Tức là ở nhà thầy hồi xưa đó, có một cái bể nước mà để giữ nước mưa đó. Mùa nắng nó không có nước đó, phải thuê người ta gửi cái nước. Mà cái bể nó lớn lắm, bể nó rộng lắm. Thì mà họ gánh cả ngày đổ đầy cái bể đó, họ đi được tính bình thường. Còn mấy người mà họ ở ngoài Huế nó có những cái rú, những cái rừng mà kêu bằng san hô, tức là cái gì? Từ cái rừng mà rừng thấp thấp thấp, rừng sát á, là họ đi 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 đốn củi đó, rồi họ vác củi rồi đó, họ chạy 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 như bay vậy. Thầy cũng đã từng đi lấy lần củi rồi vác một bó mà về muốn chết luôn. Không được đâu rồi, mà họ vác
họ gánh cả một gánh cội rồi mà họ nhảy như bay ra đây, không có một cái sức chịu đựng nào mà không chịu đựng được. Không chịu đựng được là do cái tâm đối kháng của mình. Khi mà mình tròn vẹn tỉnh thức á, mà không còn tâm đối kháng nữa thì bất kỳ gì cũng chịu đựng được hết. Đó, cái nguyên lý là như vậy. Cho nên á, thiền chính là để mà mình sống tròn vẹn, trải nghiệm chính mình, để rõ biết chính mình. Đó là mục đích của thiền. Một chút về cái ý nghĩa của cái tu gieo duyên. Vì thực ra đó, khi mình sống ở ngoài đời đó, thì quá nhiều cái công việc, có nhiều cái mối quan hệ, cho nên cái việc mà mình có thể tròn vẹn để mà thấy biết mình đó, thì nó hơi khó. Vì vậy cho nên đó là nếu mình có thời gian mà ở các cái nước Phật giáo Nam Tông đó, thì thường là họ có cái tu giao duyên. Mà có một số nước đó, thì cái việc tu giao duyên là giống như là nghĩa vụ quân sự luôn á. Tức là ai cũng phải có một ít nhất là một lần trong đời phải có tu giao duyên. Thì có thể là ví dụ như là học sinh đó, học sinh đó thì đến khi nghỉ hè đó thì họ đến trên chùa họ ở, rồi họ học đạo, học tu tập về cái học kinh được rồi đó. Còn mình thì ở đời nhiều khi cần có một cái thời gian nào đó để mình tập trung vào cái việc hành thiền đó. Thế nhưng mà khi mình phải hiểu cái hành thiền là thế nào cho nó đúng đó, thì cái tu nhân mở nhỏ lại chút, đừng mở lớn quá. Mình nhưng mà mình phải biết là trong cái thiền là như thế nào. Bởi vì nếu mình không biết á, thì dù là ở trong chùa hay là ở bên ngoài mình cũng vẫn không hành đúng. Cho nên cái thời gian mà mình ở mà tu giáo viên á, chính là cái thời gian mà mình học cách tu như thế nào cho đúng. Mà cái tu như thế nào cho đúng là phải có một thời gian để mình điều chỉnh dần, chứ không phải là mình tu hay là đúng ngay là không khó. Rồi có một thời gian để điều chỉnh dần. Nhưng mà trong một cái khóa tu đó thì được hướng dẫn để cho hành thiền sao cho đúng. Nhưng mà cái hành thiền này á, thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái trường thiền, và mỗi cái trường thiền đó là họ có những cái khóa thiền, ví dụ 10 ngày, nửa tháng hay là gì đó. Những cái khóa thiền như vậy á, thì nó lại quá cách biệt với lại cái sinh hoạt ở ngoài đời. Cho nên khi mình đến đó mình hành thiền thì thấy có vẻ là thanh tịnh, thấy yên ổn, rất là an lạc. Nhưng mà khi mình về lại một cái thì vẫn không thể hành được. Bởi vì lúc đó nó phải có phương pháp, rồi phải có nơi chốn, rồi phải có thế này thế kia gì đủ thứ, cho nên khi mình về lại thì hoàn toàn nó khác hẳn với là cái chương trình mà mình hành thiền ở trong một cái khóa thiền. Vì vậy á, riêng thầy á, thì thầy những cái khóa tu mà ở tại chùa Vũ Long á, thì thầy hướng dẫn thiền với cái mục đích là để khi mình về trong đời sống hàng ngày á, mình vẫn hành thiền được.
chứ không phải là vô trường thiền thì anh được, mà về nhà thì không thể nào anh được, vì nó cũng có cái điều kiện như ở chùa hay là ở trong cái trường thiền, cho nên mình sẽ không hành thiền được. Nhưng mà ở đây ấy, thì thầy lại hướng dẫn cái cách để mà mọi người có thể hành thiền. Thì cái thời gian mà mình ở trong chùa đó mà mình hành thiền ấy, là để mà mình được điều chỉnh lại cho đúng. Cho nên ở cái khóa thiền mà trong cái khóa tu giao duyên ở chùa Cụ Long là thầy hướng dẫn mỗi buổi chiều, tức là mỗi buổi chiều như vậy là lên trình pháp hay là đặt câu hỏi để mình làm sao mà mình điều chỉnh lại cho cái nhận thức về thiền cho thật là đúng rồi đó. Thì cái mình nhận thức hành thiền sao cho thật đúng là điều cực kỳ quan trọng. Về thì hôm nay là theo cái câu hỏi của Như Sư Liệu Pháp thì thầy sẽ nói về cái hành thiền. Cái thiền mà Vipassana đó thì có ba cái yếu tố chính, đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Trong cái kinh Tứ Niệm Xứ đó thì nói là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trên bốn cái đối tượng, đó là thân, là thọ, tâm và pháp. Thì nhiều cái trường thiền đó, người ta lại quá đặt nặng cái thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà thực ra thân, thọ, tâm, pháp thì không cần đặt nặng, mà đặt nặng cái trọng tâm ở cái chỗ là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đó, mới là đúng. Còn thân, thọ, tâm, pháp nhưng mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác sai thì cũng như không. Đó, cho nên cái chính là cái mà trong nói rất rõ. Cái thứ nhất là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nhưng mà thực hiện cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đó như thế nào? Là khi mình thấy thân đang như thế nào, hay mình thấy thọ đang như thế nào, thấy tâm đang như thế nào, thấy pháp đang như thế nào, thì cái kèm theo đây nó rất quan trọng nữa, tức là không tham ưu và không nắm giữ, hay là không có chấp trước, hay là không có dính mắc bất cứ điều gì. Cái điều gì đây là cái điều mà mình đang thấy đó. Ví dụ như mình đang đi, thì bây giờ đang đi đó thì cái đẹp cái niệm đó là niệm thân. Niệm thân để thấy là thân đang di chuyển chẳng hạn, lúc đó là mình tròn vẹn rõ biết là thân đang di chuyển. Mà thân đang di chuyển á, thì thực ra niệm thân á, là niệm thân là niệm toàn thân đang di chuyển. Nhưng mà có nhiều cái trường thiền thì người ta lại niệm cái bước chân thôi, người ta chỉ niệm cái bước chân thôi để cho nó dễ. Nhưng mà thực ra là mình niệm toàn thân. Niệm toàn thân tức là mình biết toàn thân đang di chuyển như thế nào vậy thôi. Tại vì nó có một cái nguyên lý mà ít người để ý, đó là trong cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức là mình chỉ thấy vậy thôi, mình chỉ thấy là toàn thân đang đi vậy thôi, chứ đừng có để ý đến cái chi tiết quá, không có để ý chi tiết quá, mà mình chỉ thấy toàn thân đang đi. Thì cái mà cái toàn thân đó rất quan trọng. Ngay cả mình nói là niệm hơi thở là sai. Trong thiền định đó, thì niệm hơi thở là được, nhưng mà trong thiền tuệ đó thì không phải niệm hơi thở mà là niệm sự thở, cái sự thở vô thở ra. Mà cái sự đó thì nó lại là thấy trên thân, cho nên nó thuộc về niệm thân.
Đó. Còn bên kia đó là niệm hơi thở, nhưng mà hơi thở thì mình đâu có thấy đâu. Mà lúc đó đó là mình cái mà mình niệm, mình gọi là niệm hơi thở, thực ra là niệm sự thở vô thở ra. Đó. Tức là khi thở vô thì cái thân nó như thế nào, khi thở ra thì thân như thế nào. Tức là cũng là đề mục niệm thân. Đi đứng nằm ngồi cũng là đề mục niệm thân. Và mình đang mặc áo, mặc y, đang làm bất kỳ cái gì đó, thì lúc đó mình vẫn thấy toàn thân. Đó. Niệm thọ cũng vậy. Niệm thọ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, thì có nhiều cái trường thiền đó, họ phân ra niệm thân riêng. À, rồi cái niệm thân á, chẳng hạn như họ là họ đi chỉ niệm phòng xẹp thôi, hoặc là họ chỉ niệm đi dở bước đạp thôi, chẳng hạn như vậy. Thành ra đó lúc đó mình chia nhỏ cái niệm thân ra, chia nhỏ cái niệm thân ra. Mà khi mình chia nhỏ cái niệm thân ra thì mục đích để cho mình là tập trung cái tâm vào đó nhiều hơn. Nhưng khi mình tập trung cái tâm vào đó thì nó có một điểm sai. Điểm sai là lúc đó mình sử dụng tâm tứ chứ không phải là cái chánh niệm tỉnh giác. À, tức là mình quá tâm tứ, tức là mình quá chú tâm vào chú mục vào cái, hoặc là mình tập trung vào cái đi hay là cái thơ đó quá. Mà khi tập trung quá như vậy á, tức là tâm tứ, khi mình cố tập trung vào tâm tứ đó thì nó nghiêng về định, chứ không phải là thiền tuệ. Trong thiền tuệ đó, có nhiều người họ nói là thiền tuệ bởi mình không có định. Không phải. Trong thiền tuệ là có đầy đủ giới định tuệ. Có đầy đủ giới định tuệ. Tức là khi mà mình đi, nhưng mà mình lại rõ biết đi là tuệ. Và mình trọn vẹn với cái đi đó là định. Cho nên cái đi đó nó sẽ là diễn ra một cách đúng đắn, cho nên là giới. Cho nên trong cái đi đó nó đã có đầy đủ giới định tuệ. Và trong tất cả mọi cái hoạt động đều có đầy đủ giới định tuệ, chứ không phải là, nhưng mình nghe nói là thiền tuệ, cho nên nó là nói thiền tuệ, bởi đâm ra mình cứ tưởng là chỉ có tuệ thôi. Mà tuệ thì không thể có được. Cho nên họ nói là phải có giới, rồi phải có định, rồi mới có tuệ, chứ không phải. Thực ra trong cái thiền tuệ là nó có đầy đủ giới định tuệ luôn. Bây giờ ví dụ như là thầy cầm cái ly mà không có bị rơi đó, đó là giới. Đó. Và cái tâm không có sao lạc ra khỏi cái việc mà cầm cái ly đấy đó, đó là định. Và rõ biết là cái ly đang đưa lên, đưa xuống, đang đưa vô uống, đang để xuống, thì đó là tuệ. Tức là trong mỗi cái hoạt động trong đời sống đó, luôn là có giới định tuệ nếu như mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn đó, là tâm không buông lung phóng dật. Nhưng mà bây giờ khi mình ngồi thiền mà mình cố ngồi thiền để một mục đích nào đó, tức là buông lung phóng dật nữa. Bởi vì đã là ngồi thiền thì ví dụ như bây giờ mình đang ngồi, tức là lúc đó là đang thân. Vậy cái nếu mình giả sử như mình nói là đi đứng nằm ngồi thì lúc đó là đang ngồi, thì chỉ tròn vẹn cảm nhận cái ngồi thôi, chứ không có khởi lên là ngồi để làm gì cả. Nếu mình khởi lên để ngồi để làm gì thì là buông lung phóng dật rồi. Cho nên tinh tấn chính là cái tâm mà nó nghiêm túc, hay là nó nhiệt tình với là cái thân đang làm. Đó là niệm thần thân, đó là tinh tấn. Tức là chỉ có thân, chứ không có khởi lên một cái gì khác nữa. Đó là tinh tấn. Và khi mà mình chỉ có thân chứ không có khởi lên một cái ý gì khác nữa thì lúc đó tâm sẽ tròn vẹn với cái tâm, với thân, cho nên gọi là chánh niệm.
khi cái tâm mà nó trọn vẹn với cái thân thì nó là chánh niệm. Mà khi mình không có khởi cái tâm tìm cầu gì khác mà chỉ trọn vẹn với cái tâm, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ được thân đang như thế này. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên thực ra đó, tinh tấn chánh niệm tự giác thì lại là không có hình gì cả. Cái đó mới là lạ. Nhưng mà nếu mà mình hành tinh tấn chánh niệm tự giác là sai rồi đó. Tại vì sao? Tại vì nếu bây giờ này, giả sử như bây giờ thầy đang đi mà thầy tròn vẹn với cái đi, mà tâm không có khởi lên một cái muốn gì khác, chỉ là lúc đó tâm tròn vẹn với đi thôi, thì sẽ biết rất rõ là thân đang đi như thế nào. Nó có làm gì đâu, không có làm gì cả. Nhưng mà khi mình là cố để ý vào một cái thân đó, ở một cái điểm nào đó hay là cái gì đó, thì lúc đó mình lại rơi vào tâm tưởng và nó qua đỉnh, nó không phải là thiền vipassana nữa. Cho nên đa phần là khi người ta thiền vipassana lại bị nghiêm cố định hết. Và cái giai đoạn đầu mà khi thầy hành vipassana theo cách đó đó, thì nó phát sinh ra những cái phi lạc. Nó phát sinh ra những phi lạc khi đang đi kinh hành đó, phát sinh ra những cái phi lạc. Thì thầy liền biết rằng là như vậy không phải là thiền tuệ, không phải là thiền vipassana, mà đây là thiền định rồi. Đó. Càng mà chú tâm mà chuyên chú chừng nào đó, càng tập trung chừng nào đó, thì nó càng ra các cái vị lạc. Mà trong 10 cái chướng ngại của thiền tuệ đó, là trong đó là những cái mà trong thiền định đó lại là những cái bằng những cái là những kết quả tốt. Trong thiền định đó, những kết quả tốt đó, thì lại là trở ngại cho thiền tuệ. Cho nên đó, thực ra là cái mục đích là để làm gì? Cái mục đích tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là để làm gì? Là để không có buông lung thức niệm bất giác. Tức là mình phải thấy hai cái mặt này. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà cái tâm mình nghĩ đến một chuyện gì khác, tâm đang mong cầu một cái chuyện gì khác. Ví dụ như cứ ngồi mà nói làm sao mình phải tu để mà đắc được thiền, mình tu làm sao đắc được tuệ, mình tu làm sao để mà thành Phật, thành Bồ Tát gì đó chẳng hạn, thì lúc đó tức là buông lung phóng dật rồi. Tức là cái tâm của mình nó không có trở về, nên thầy mới dùng cái từ là thế này: trở về tròn vẹn tỉnh thức. Trở về là sao? Tại vì sao trở về? Tại vì khi cái tâm mình chạy lung tung rồi, bây giờ mình trở về lại cái thân, trở về lại cái thọ, trở về lại cái tâm đang làm. Đó, thì khi cái trở về đó chính là tinh tấn. Trở về tức là tinh tấn, tức là trở về với cái thực tại đang làm. Thay vì mình tu để mình đạt được cái gì đó là sai rồi. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, mà làm sao mình lại tu để đạt được cái gì? Không ước vọng á. Cái ước vọng đó chính là không tinh tấn. Mà khi mình ước vọng một cái thì cái tâm mình nó dán vào cái đối tượng đó, tức là thất niệm. Mà khi tâm mình dán vào cái đối tượng đó thì mình quên mình, tức là không tỉnh giác. Mình không biết mình, cho nên là không tỉnh giác. Cho nên khi mà mình
mình đang là như thế nào. Cách tốt nhất, đơn giản nhất là mình đang là như thế nào. Thì thấy, nghe hay là biết nó đúng như vậy. Thấy, nghe, cảm nhận và biết đúng như vậy. Thế thôi. Chứ không thêm bớt gì hết. Không có thêm bớt gì hết. Ví dụ mình đang sân thì đừng có nghĩ là mình làm sao cho hết sân. Mình nghĩ làm sao cho hết sân là học. Mà khi sân á, là mình trở về tròn vẹn, rõ biết cái sân đang là như thế nào. Đơn giản là vậy. Không dẹp nó mà cũng không giữ nó gì hết. Mình chỉ thấy nó đang là như thế nào thôi. Đó là đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái thấy này đó thì lại là rất tự nhiên. Cái thấy của mình rất tự nhiên. Nhưng khi mình cố ý thấy thì nó mất tự nhiên. Cái thấy biết, thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và biết là hoàn toàn rất tự nhiên. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái tay lên là mọi người đều thấy hết. Đưa qua đưa lại là thấy, đưa qua đưa lại hết. Phải không? Rất tự nhiên. À, hoặc là thấy là nghe hết. Phải không? Nó rất tự nhiên, không hề cố ý gì hết. Nó vẫn biết, thấy biết hết. Cho nên là cái thấy biết tự nhiên này mới là đúng. Mà khi mình cố biết thì trong đó đã xen cái bản ngã vô trong rồi. Cho nên cái tu là khó ở cái chỗ đó nè. Tu là cứ cố tu. Cố tu là bị xen bản ngã vô rồi. Cố tu để được này được kia, tức là đã xen bản ngã vô trong rồi. Mà trong khi đó đó, tại sao mình thấy, tại sao chị thấy thôi? Bây giờ cứ thấy thôi. Mình đang tham thì thấy tham, không tham thì thấy không tham, sân thì thấy sân, không sân thì thấy không sân, đi thì thấy đi, ngồi thì thấy ngồi. Tức là đang ra như thế nào thì mình cứ thấy đúng như vậy thôi. Đó. Nếu mà mình cứ đang như thế nào mà mình thấy đúng như vậy thôi, khi đó là thân hay thọ hay tâm hay pháp gì cũng được. Cái gì nội trội thì mình thấy. Ví dụ như lúc đó là tâm sân khởi lên thì mình thấy sân thôi, chứ niệm thân chứ. Nhưng mà khi sân được khởi lên thì mình thấy liền thấy là bức xúc khó chịu, tức là thọ. Bức xúc khó chịu cả thì thọ hộ thể, đó là thân. Đó. Và bây giờ đó, cái sân đó đó, nó cứ trói buộc mình hoài, chứ nó không chấm dứt, nó cứ lặp đi lặp lại cái sân đó hoài. Đó. Nó cứ sinh diệt hoài vậy, cho nó không chấm dứt đi. Thì lúc đó mình thấy rằng là sân đang trói buộc, đó là niệm thọ. À quên, đó là niệm pháp. Đó. Cho nên đó, thân thọ tâm pháp là ngay, là mình cứ thấy thôi, là nó tự động nó thấy ra hết. Có người nói rằng là có một cái anh đó, anh ở bên Pháp á, anh mới phân biệt các cái tông phái thiền. Thì anh nói là thiền sư Viêm Minh là niệm pháp, nhưng mà không phải, không phải niệm pháp. Mà thì cái thân thì thấy thân, mà cái thọ thấy thọ, mà cái tâm thấy tâm, cái pháp thấy pháp. Mà cái này á, là nó một cái chuỗi liên hoàn với nhau, chứ không phải riêng. Do đó mình không tách thân ra được, mình không tách riêng thân, không tách riêng thọ, không tách riêng tâm, không tách riêng pháp. Nếu tách riêng cả thì nó qua định. Đã. Nhưng mà nó khổ cái tội này, định thì nó cũng không định hẳn được. Định thì không định hẳn được. Bởi vì nếu định nó là phải tập trung đầy đủ thì cái đó nó mới định lại. Còn ở đây thì mình vẫn tập trung, nhưng mà vẫn là đi đứng nằm ngồi, vẫn thấy cái động, chứ không phải là định. Đó, ví dụ như mình thấy thở vô thở ra cũng là động, mà thấy đi lui đi tới cũng là động. Cho nên đa phần là mình thấy động, vì vậy mà định cũng không được. Định cũng không được, mà nó có thể là phát sinh lên những thị lạc này, rồi tâm nó yên, rồi nó an lạc gì đó thì có. Nhưng mà định hẳn là không được.
Thiền hạnh thì không được. Thiền hạnh theo cái kiểu mà tứ thiền bát đền á thì cũng được. Mà tuệ cũng không xong. Bởi vì lúc đó nếu mà tuệ đó là hoàn toàn thấy biết tự nhiên. Thấy biết tự nhiên mới là tuệ. Do đó đó cái cách hành thiền của thầy á là cứ để sinh hoạt tự nhiên và mình chỉ soi sáng lại thôi, tức là vẫn trở về tròn vẹn tỉnh thức để soi sáng lại. Cho nên đôi khi thầy không nói là thiền quán, cũng không nói thiền tuệ, cũng không nói thiền minh sát, mà nói là thiền soi sáng thực tại. Soi sáng thực tại lại, soi sáng mà cái tâm của mình nó vốn là soi sáng. Cái Phật ngài gọi cái tâm của mình là Pāpassarajitta, cho nên nó là soi sáng. Cho nên nếu mình cứ để tự nhiên thì nó lại thấy, nó thấy rõ hơn là mình cố thấy. Mình thấy mình để tự nhiên thì nó rõ hơn là cố thấy. Một cái chữ rõ ở đây là gì? Là tâm rõ chứ không phải là rõ đối tượng. Tâm mình rõ chứ không phải rõ đối tượng. Tức là tâm mình nhìn cái này nhưng mà tâm mình rõ, hoàn toàn minh bạch, thanh tịnh trong sáng, để thấy vậy thôi. Chứ không phải là ngồi mà phân tích cái này là cái gì mà nói tướng chung tướng riêng. Cái mà không để ý tướng chung tướng riêng có nghĩa là vậy, tức là mình đừng có để ý vào cái đối tượng tướng chung tướng riêng của đối tượng, mà là cái chính là cái tinh tấn, cái niềm tỉnh giác á, tức là cái thấy á là cái chính, chứ không phải đối tượng là chính. Cho nên thân thọ tâm pháp không quan trọng, mà cái tâm thấy thân thọ tâm pháp như thế nào đó mới là tâm, đó mới là mới tâm thiền. Cho nên tâm thiền là quan trọng, chứ không phải là thế cái tư thế thiền, hay là cái thời gian thiền, hay là đối tượng thiền là không quan trọng, mà quan trọng là tâm thiền, tức là cái tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có đúng hay không, cái đó mới gọi là thiền. Đó. Mà nó tức cười là thế này, không cố gắng gì cả, cứ để tự nhiên, nhưng mà miệng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Khi mà mình để tự nhiên mà tâm không có vọng động, nếu tâm vọng động á thì tức là không tin, mất tinh tấn. Mà nếu mà vọng động á thì mình trở về lại với thân thọ tâm pháp, đó thì gọi là tinh tấn. Mà khi trở về với thân thọ tâm pháp á thì tâm nó sẽ tròn vẹn với thân thọ tâm pháp, gọi là chánh niệm. Và lúc đó rất là rõ biết đang đi, rõ biết đang ngồi, rõ biết đang gì là mình rõ biết hết. Thì như vậy á, như vậy không cần phải định. Mà đa phần á, bây giờ hầu hết các người vô tu đã lâu rồi hay là mới xuất gia gieo duyên á, đều cứ nghĩ là làm sao tâm phải định mới được. Đức Phật ngài nói là tâm tham thì thấy tâm tham, tâm sân thì thấy tâm sân, tâm si thì thấy tâm si, không tham thấy không tham, không sân thấy không sân, không si thấy không si. Tâm ổn định thì thấy ổn định, mà tâm động thì thấy động, tâm giải thoát thì thấy giải thoát, tâm trói buộc thì thấy trói buộc. Đó. Tức là tâm đang thế nào thì mình thấy như vậy thôi, chứ không phải là cố phải định. Cố phải định là sai. Okay. Mà là tại Phật, vì sao bây giờ mình định nghĩa chữ Phật cái này? Chữ Phật có nghĩa là thấy biết như chân như thật. Chữ Phật á có nghĩa là thấy biết như chân như thật. Buddha đó, Buddha là giác giả. Mà Buddhati là chữ giác. Chữ giác ở đây có nghĩa là thấy biết rõ ràng minh bạch. Cái thấy biết rõ ràng minh bạch chứ không phải thấy biết đối tượng rõ ràng minh bạch đâu. Cho nên mới có một lần thầy ra ngoài Bắc cái giảng, thì có một anh thanh niên, anh lại nói rằng, anh cứ cãi với thầy, anh nói rằng là mình phải thấy đối tượng rõ ràng thì khi đó mới là có trí tuệ. Thầy mới nói không phải, trí tuệ là cái tâm rõ ràng chứ không phải là đối tượng rõ ràng. Thì anh cứ cãi mà thầy phải ví dụ một ví dụ cho anh. Anh nói vậy bây giờ anh thấy một cái cô gái, anh phải thấy cô đó cho rõ ràng mới được, hay là
mới là trí tuệ, hay là anh nhìn thấy cô đó mà tâm động là trong sáng là trí tuệ. Không lẽ là phải kêu cô vô rồi rồi bắt cô cân nặng bao nhiêu rồi đo đồ thì kia đâu làm gì? Có anh nhìn cô đó mà tâm thanh tịnh trong sáng, như vậy thì cái tâm thanh tịnh trong sáng để nhìn á mới đó là cái thấy biết Phật của Phật. Chữ Phật đó có nghĩa là thấy biết như vậy. Phật có nghĩa là thấy biết mọi sự mọi vật nhưng mà với tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, chẳng phải là thấy cái đối tượng cho thật rõ, cái đối tượng thật rõ sao được, ai cho nhìn thấy rõ. Cho nên mình không phải đặt nặng đối tượng mà chị luôn luôn biết thôi. Nhưng mà khi mình cố biết thì không thể luôn luôn biết. Mình cố mình người ta nói là tích cực miên mật, tức là mình cố làm sao để giữ cái biết miên mật thì không thể nào làm được, bảo đảm 100% là không thể nào làm được. Bởi vì khi mình cố biết ấy, thì lúc đó đã là cái tướng biết rồi, đó là cái biết theo cái biết gọi là tượng tri thức tri rồi, chứ không phải tuệ tri. Biết theo cái kiểu đó, ví dụ như biết cái này là hoa này, biết cái kia là hoa kia, biết cái này màu này màu kia, là cái biết đó là cái biết của thức tri, của tượng tri chứ không phải là tuệ tri. Còn tuệ tri thì ngược lại là chỉ biết thôi, tuệ tri là chỉ biết thôi, tức là nó đang sao biết vậy đó. Đó thì nhưng mà cái cuối cùng của cái điều này là cái gì đó, cái cuối cùng của cái biết này để làm cái gì đó? Khi mà mình thấy sâu, mình thấy rõ ra, lúc đầu mình biết thấy được một vài cái, nhưng mà dần dần mình cứ nhìn hồi cái mình biết sâu hơn, mình biết rõ hơn. À, tức là cái biết đó nó thấy được nhiều hơn á. Tức là đối tượng không quan trọng, tuy nhiên cái thấy mà nó càng rộng lặng trong sáng chừng nào á thì càng thấy nhiều hơn. Bây giờ thầy lấy ví dụ này, bây giờ thầy ngồi, nếu mà thầy để tâm rộng lặng trong sáng á, thì thầy thấy hết cả mọi người đây, nhưng mà nếu thầy chỉ nhìn cô Liệu Pháp thôi á, thì chỉ có thấy cô Liệu Pháp thôi đó. Cho nên nếu mà mình cố ý nhìn một đối tượng thì mất hết cái tổng thể. Do đó nó mới nó, khi nào mà có một cái người nào đó, bây giờ trong cái thấy đó, dần dần nó bỗng nhiên, nó phải bỗng nhiên à, chứ không phải là do mình tạo ra được đâu nè. Bỗng nhiên tức là không là vô ngã, bỗng nhiên là vô ngã, cái ngộ đó là nó bỗng nhiên, chứ còn không phải là mình tạo ra được cái ngộ đó. Nếu mình tạo ra cái ngộ là thành nó của bạn ngã mất rồi, còn cái này nó bỗng nhiên. Có thể mình đang ngồi, mình đang đi, mình đang gì đó, bỗng nhiên cái tâm nó trở lại được một cái trạng thái là thanh tịnh trong sáng. Cái thanh tịnh trong sáng nó đến một cách tự nhiên, tức là khi nó có đầy đủ yếu tố của cả, khi mà nó đầy đủ cái yếu tố của nó thì tự nhiên nó ngưng bặt mọi thứ. Lúc đó không còn khái niệm, tư tưởng, quan điểm, không còn ý muốn, không còn cái gì hết á, thì nó tâm nó hoàn toàn rộng lặng. Thì khi tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó thì mới thấy hết luôn, chứ không phải là chỉ thấy cái hoa này thôi, thấy hết tất cả mọi thứ xung quanh là hoàn toàn là thanh tịnh, hoàn toàn là rõ ràng. Thế nên khi tâm mình rõ ràng á, tâm mình rõ ràng, tâm mình thanh tịnh á, thì thấy tất cả đều thanh tịnh hết. Đó. Tức là mình đó là bước đầu cả. Bước đầu là khi mà mình cứ luôn rộng lặng trong sáng tự nhiên, rồi mình cứ thấy biết tự nhiên vậy thôi, thì nó dễ hơn rất nhiều so với là cố hành. Cố hành là tự nhiên mình làm khó mình đó. Khi mà mình cố hành đó, nó trở nên làm khó mình. Cho nên khi ngồi hay cái đi giờ đầu tiên là phải có cái yếu tố là buông thư cái đã. Thư giãn, buông xả. Thư giãn là nói về thân, buông xả là nói về tâm. Tức là thâm tâm hoàn toàn buông xuống, không có một ý đồ nào cả.
coi như nghỉ chơi thôi. Không có tu, nghỉ tu đó. Chính cái lúc nghỉ tu đó. Nghỉ tu ở đây đó là cái người mà cố tu quá đó. Bây giờ nghỉ tu á, thì khi nghỉ tu mới là của sẽ tái ra là chính cái lúc mà nghỉ tu đó là thấy biết đâu đó rõ ràng hết. Câu chuyện mà thầy thường hay kể là câu chuyện mà thầy hồi xưa là thầy cũng hành theo cái kiểu mà đi kinh hành miên mật á, mà nó đau bụng bấm lúc nó chạy. Thì khi chạy á là giống như là cái sự vận hành tự nhiên, không phải là cố ý của mình gì nữa cả. Còn trước đó thì thôi là đi là tích cực miên mật tích lê từng tí. Bây giờ khi chạy đi là không còn tích cực miên mật gì cả, nhưng mà bỗng nhiên thấy là rõ hết, đúng là